Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 10 tháng 7. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 bước sang ngày làm việc thứ hai. Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ và làm việc tại hội trường. Sự kỳ họp có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp. Kết quả thảo luận tại 5 tổ với 150 đại biểu tham dự đã có 38 lượt ý kiến phát biểu. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào những vấn đề quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 khá toàn diện về mọi mặt, đồng thời đề cập đến một số nội dung ý kiến kiến nghị về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính, thu ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đô thị và giao thông vận tải, văn hóa, giáo dục y tế, an ninh quốc phòng, chế độ chính sách và một số vấn đề khác. Tiếp đó, dưới sự điều hành của ông Đỗ Xuân Tuyên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp đã tiến hành trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mở đầu phần trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đỗ Minh Tuân đã trả lời những vấn đề cử tri quan tâm như sớm có kế hoạch cơ cấu giống và cơ chế hỗ trợ giống lúa, cây vụ đông, hệ thống trạm bơm, mương máng, công trình thủy lợi, nhiều nơi xuống cấp và bị hư hỏng, không được nạo vét, tu sửa kịp thời. Việc điều tiết, bơm xả nước gặp nhiều khó khăn. Quan tâm hỗ trợ nạo vét kênh mương, hệ thống công trình thủy lợi, khơi thông dòng chảy để kịp thời phục vụ sản xuất và chống úng ngập trong mùa mưa bão. Về việc thu phí lắp đặt đường ống, đồng hồ nước nhưng chưa có sự thống nhất về mức thu phí, chất lượng, chủng loại. Vấn đề tăng giá nước sạch và việc đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch tới các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Trần Cao và huyện Văn Lâm. Về việc cải tạo, nạo vét sông Bắc Hưng Hải chảy qua Hưng Yên, tình trạng nước xả thải trực tiếp ra sông Bắc Hưng Hải gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Cơ chế xử lý đối với những hộ dân thuộc hai xã Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ đang sử dụng đất dọc bờ sông Bắc Hưng Hải nhưng không được xây dựng và cấp sổ đỏ. Một số nội dung về cắm mốc chỉ giới bảo vệ hành lang công trình thủy nông Bắc Hưng Hải, làm đường lên đê, đường dân sinh lên mặt đê của xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Cải tạo nạo vét hệ thống công trình sau đầu mối trạm bơm La Tiến, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án đường cứu nạn cứu hộ xã Tống Chân, Nguyên Hòa và cầu Ba Đông, làm đường gom chân đê ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, đầu tư nâng cấp tuyến đường đê Bắc Hưng Hải từ thôn Vô Ngại qua thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào. Kè bờ sông Ngưu Giang mở rộng cầu máng Bắc qua kênh Tây trên đường tỉnh 377. Nhiều năm nay, dự án khu di dân quán Bạc bỏ hoang, đề nghị xem xét cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ di dân sang giãn dân để có nguồn kinh phí đầu tư cho địa phương. Kết thúc phần trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Đỗ Xuân Tuyên, chủ tọa kỳ họp kết luận. Về vấn đề mà thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thì phải nói là ông Giám đốc Sở Nông nghiệp thì trả lời tương đối rõ. Thì ở đây cũng chủ tọa kỳ họp cũng đề nghị ông Giám đốc Sở Nông nghiệp chủ trì kết hợp với Sở Tài chính để mà làm sao mà chúng ta tham mưu cho Ủy ban tỉnh để mà tới đây thì chúng ta triển khai các cái công tác hỗ trợ đối với công tác phòng chống dịch này để đảm bảo công khai và minh bạch và đúng quy định, tránh cái tình trạng mà xảy ra cái tình trạng trục lợi trong vấn đề hỗ trợ. Chúng tôi đề nghị là ở đây thì các huyện ấy, các huyện, thị xã, thành phố ấy, là các đồng chí lưu ý là khi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới rồi thì chúng ta cố gắng là
là cơ bản là chúng ta không để nợ đọng xây dựng cơ bản trong nông thôn mới. Cái ý thứ ba thì đề nghị ông giám đốc sở nông nghiệp ấy, tham mưu cho ban tỉnh rồi phối hợp các sở ngành rồi các huyện thị xã thành phố là đẩy mạnh cái việc hình thành các hợp tác xã kiểu mới để có được cái chuỗi sản xuất và tiêu thụ, phải thúc đẩy xây dựng các mô hình hợp tác xã hoặc là tổ hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị, là chúng ta tập trung vào một số cái hàng nông sản chủ lực của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân biết và hiểu và làm theo các cái vận hành các cái tổ chức của nông dân để xây dựng chuỗi giá trị. Tiếp đó, ông Nguyễn Anh Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và ý kiến tổng hợp của các đại biểu quan tâm như việc quản lý khai thác, cải tạo, duy tu, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng, trạm bơm tưới tiêu phục vụ sản xuất dân sinh, một số vướng mắc về thủy lợi nội đồng, việc sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện hệ thống công trình bằng nguồn vốn thủy lợi phí, một số khó khăn dẫn đến công tác đầu tư của công ty bị hạn chế. Sau phần trả lời của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, ông Đào Hồng Vận, đại biểu Hội đồng Nhân dân đơn vị bầu cử huyện Văn Giang, có ý kiến. Qua trả lời ông giám đốc thì là thấy rằng là cái kinh phí mà bố trí cho công ty để mà nạo vét kênh mương là không thực hiện được, không có khả năng để có kinh phí để nạo vét. Đặc biệt là đối với vùng chuyển đổi như vùng Văn Giang, đấy, nó có ảnh hưởng rất lớn nếu bị ngập úng. Tưới thì có thể là chủ động được, nhưng mà vấn đề khi mà mưa bão thì rất là khó khăn cho cây trồng, đặc biệt hoa cây cảnh. Thì cái việc này thì rõ ràng tôi nghĩ là phải bàn cái giải pháp để xử lý cái việc này như thế nào. Chứ không thể là không, mà bây giờ mà trả lời là không có tiền để nạo vét thì rõ ràng là không nạo vét được. Thì rõ ràng là mà cái phần đấy là phần quản lý của công ty, chứ không phải là của huyện, của xã thì cái phần của xã người ta đã nạo vét rồi. Các cái kênh nhánh, kênh đến đầu ruộng là người ta nạo vét rồi. Nhưng cái phần đoạn của công ty như mình, vừa tuần vừa rồi đây là cũng huyện đã phải mời công ty lên để họp để bàn bạc cái việc này. Thì rõ ràng bây giờ tỉnh là phải có cơ chế để như thế nào để mà giải quyết cái chỗ này chứ. Liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước, ông Đỗ Minh Tuân, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời. Cái kinh phí 252.000 đồng trên 1 hecta trên vụ đó thì không đủ để mà làm các cái công việc như là vừa nạo vét, khơi thông dòng chảy và tu sửa các cái cống đối với nội đồng, mà chỉ có đủ để cho công tác rong dẫn và quản lý thôi. Đấy. Thế thì chúng tôi cũng thấy rằng là về trách nhiệm là của công ty phải có trách nhiệm làm. Nhưng mà do cái việc là cái kinh phí cấp bù cho công ty về cái thủy lợi phí thì cũng còn thấp hơn so với cái nghị định 2018, tức là nghị định 96 hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, thì cái thủy lợi phí đó thì nó bao gồm thêm cả cái phần nội đồng với cái kinh phí là khoảng độ 535.000 đồng một hecta chứ không phải là 252.000 đồng. Kết luận phần trả lời của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, chủ tọa kỳ họp khẳng định. Trước hết là công ty phải báo cáo có khó khăn vướng mắc với sở nông nghiệp. Thế rồi sở nông nghiệp chủ trì cùng với các sở ngành khác để nghiên cứu, rồi thẩm định, rồi tham mưu báo cáo với ban tỉnh để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc mà như ông giám đốc vừa đề xuất, để làm sao mà chúng ta vừa giao nhiệm vụ cho công ty rồi nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện có cái nguồn lực để mà công ty thực hiện nhiệm vụ được giao. Thế đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là tôi đề nghị thế này, ý thứ hai nữa là các cấp chính quyền từ cấp huyện, cấp xã là nói cũng phải vào cuộc và nhân dân cũng phải vào cuộc để báo cáo với các chị vậy. Đấy. Bằng các cái nguồn khác nhau. Nói thế ở đây báo cáo với các chí và về thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân cấp huyện và Ủy ban Nhân cấp huyện thì cái ngân sách này chi cho cái hoạt động về nạo vét rồi hoạt động về phục vụ cho công trình các cái hoạt động về nông nghiệp thủy lợi thì không phải là không chi được. Đấy, vẫn chi được nếu các chí có nguồn thu. Đấy thì báo cáo các chí nếu có nguồn thu và các chí thấy cần thiết các chí vẫn chi được. Và cái này vẫn đảm bảo theo quy định của luật ngân sách. Thế và vấn đề thứ ba nữa là tôi đề nghị là chúng ta kết hợp giữa đơn vị này, giữa chính quyền, giữa nhân dân và các cái công tác hoạt động xã hội khác.
Buổi chiều, dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường và bế mạc kỳ họp. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về lĩnh vực quy hoạch về giao thông vận tải, việc xử lý những vướng mắc trong triển khai xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là đối với công trình giao thông trọng điểm, phải điều chỉnh dự toán chậm tiến độ, công tác quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, quản lý xe hợp đồng điện tử và công tác đào tạo cấp đổi giấy phép lái xe. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải làm rõ thêm hai vấn đề. Tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy trên đê tả sông Hồng gây nhiều đoạn xuống cấp và trách nhiệm của ngành giao thông vận tải trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương trong việc xử lý đối với xe quá khổ, quá tải. Ông Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã trả lời 5 ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm là việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, công tác quản lý, kiểm soát và sử dụng vốn đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, công tác tham mưu về chấp thuận các dự án đầu tư và xử lý dự án chậm tiến độ, công tác quản lý nhà nước về đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển, nhất là các hoạt động đấu thầu qua mạng. Việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính cấp tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương, giải trình làm rõ 5 ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác quản lý đầu ra, tiêu thụ nông sản, công tác quản lý, xây dựng, chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ, công tác đảm bảo cung ứng điện và nâng cao chất lượng điện, công tác phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng và các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, việc cấp giấy phép và quản lý đối với các cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh. Ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác quản lý bảo tồn di sản văn hóa, trong đó tập trung công tác quản lý lễ hội, công tác quản lý tín ngưỡng, phòng ngừa mê tín dị đoan, việc quản lý nguồn thu từ hoạt động tín ngưỡng du lịch tâm linh, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát huy hiệu quả các hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh được cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm như về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, công tác nạo vét thủy lợi, những vấn đề cho công tác cải thiện môi trường kinh doanh trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tình trạng ô nhiễm môi trường, giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, việc quản lý khoáng sản, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm khai thác cát, tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tránh rủi ro về thuế, tránh tình trạng nợ đọng thuế, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện cho nhân dân cần vốn để mở rộng sản xuất, chống tình trạng tín dụng đen, các giải pháp của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả tinh giản biên chế, công tác cải cách thủ tục hành chính, giải pháp phòng chống bạo lực học đường, đổi mới nâng cao cung cách phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế, những giải pháp cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Đến nay, chúng ta phải khẳng định là trên 28% đất của chúng ta được chuyển đổi sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao, được nhân dân đồng tình và tích cực tổ chức thực hiện và khẳng định đó là bước đi đúng đắn của nông nghiệp Hưng Yên. Và chúng ta bây giờ phải khẳng định là cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là con đường tất yếu của nông nghiệp Hưng Yên chúng ta đi lên. Tỉnh đã ban hành một cái kế hoạch 93A, chỉ thị 02, chỉ thị 08 về vấn đề tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm công trình thủy lợi. Thì chúng ta buông lỏng quản lý để cho nhân dân là một bộ phận, một phần nhỏ là vượt lập, xây dựng trái phép. Rồi thậm chí báo cáo ông chí là gần đây nhất là nhiều xã phản ánh, cử tri phản ánh với tôi là gì? Những ao hồ ở trong làng là nơi chôn giải nước để phục vụ phòng chống úng, rồi điều hòa môi trường, nhưng mà cũng bị lãnh đạo xã, rồi một bộ phận ở thôn nữa, khoán cho người nuôi cá, và đã khoán nuôi cá thì không cho nước thải ở ao hồ, ở trong khu dân cư chảy vào nữa, dẫn tới là cứ động mưa cái là ngập cả làng, tiềm ẩn an ninh trật tự rồi môi trường.
cho nên là đã có nhiều văn bản chỉ đạo là yêu cầu phải giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi. Và trách nhiệm này là thuộc về xã, về huyện. Trong 6 tháng qua thì chúng ta thực hiện nghiêm túc cái nghị quyết của chính phủ, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh. Thì xin báo cáo chí là trong 6 tháng qua chúng ta đã tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cái môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Trong 6 tháng qua chúng ta đã thu hút được 60 dự án đầu tư mới với tổng đăng ký khoảng 300 triệu đô la. Và cũng có 25 dự án đi vào hoạt động, rồi 630 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới, hưởng ứng chỉ đạo của chính phủ là phong trào khởi nghiệp và sáng tạo. Công tác về tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ chúng ta được đẩy mạnh, nhất là vấn đề quản lý đất đai thì đã được tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những sai phạm khi các cơ quan chức năng phát hiện. Không có vùng cấm. Thì xin báo cáo đồng chí vậy, tinh thần trong 6 tháng qua như vậy, có nhiều vụ việc được cơ quan chức năng khởi tố, rồi là thanh tra, kiểm tra, rồi cấp giấy nhận, xin báo cáo đồng chí là từ tháng 7 giờ trở đi, Chủ tịch ban tỉnh đã chỉ đạo là toàn bộ hệ thống ngành tài nguyên môi trường, nhất là văn phòng đăng ký và phòng tài nguyên môi trường huyện, phải có kế hoạch xuống từng thôn, từng xã để hướng dẫn bà con lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy nhận quyền đất, và khi lên huyện duyệt, cấp rồi, ký rồi thì phải xuống cấp cho bà con, chứ không để bà con lên xã, lên huyện như hiện nay. Về hoạt động văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội, thì 6 tháng qua chúng ta đã đặc biệt quan tâm đến giáo dục đào tạo, như tinh gọn bộ máy, rồi sát nhập các trường, rồi tạo điều kiện để xét tuyển viên chức vào các trường, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Vì cái này thì cử tri cũng kiến nghị nhiều, các đồng chí lãnh đạo các huyện cũng kiến nghị nhiều, nhưng mà cũng các đồng chí phải là chia sẻ. Vì bây giờ quản lý cán bộ công chức viên chức chỉ tiêu là Bộ Chính trị để xem xét, và tinh thần là không được tăng. Cho nên là mặc dù chúng ta hiện nay là học sinh thì tăng, số trường thì tăng, số lớp thì tăng, nhưng giáo viên không tăng, cho nên rõ ràng là đang có bất cập. Và Trung ương đã biết điều đó và đang yêu cầu các tỉnh tổng hợp, và tới đây sẽ xem xét khi nào Trung ương mà giao bổ sung biên chế cho đội ngũ giáo viên thì chúng tôi sẽ kịp thời phân bổ, báo cáo hội đồng để phân bổ cho các địa phương. Về công tác cải cách hành chính, tới đây chúng ta sẽ tiếp tục triển khai cái vấn đề họp trực tuyến. Những nội dung nào liên quan đến xã, đến huyện là tôi đề nghị các sở ngành tới đây cũng như các ngành đoàn thể, chúng ta phải tổ chức họp trực tuyến để giảm chi phí thời gian, rồi chi phí về tiền của, và nó nâng cao cái hiệu quả của hội nghị. Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự kỳ họp, đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các báo cáo tờ trình và nhất trí thông qua các nghị quyết quan trọng làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành tổ chức thực hiện, nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh đã đề ra, tạo động lực trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau. Năm 2019 là năm quyết định thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, tạo tiền đề để bước vào chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh ủy, quyết tâm thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2019, trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản như sau. Một là trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm,
Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, dự báo, đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình trong 6 tháng cuối năm, nhất là những chỉ tiêu còn thấp, các nhiệm vụ chưa đạt, kết quả cao để chủ động có biện pháp tích hợp, thực hiện quyết liệt, hiệu quả gắn với kiểm tra, đôn đốc, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, quyết tâm và nỗ lực cao để đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch của năm 2019. Hai là, theo dự báo, thu ngân sách của tỉnh nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, cần có sự theo dõi chặt chẽ diễn biến của các khoản thu, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế, quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, ưu tiên nguồn lực chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ba là, trong sản xuất nông nghiệp, cần tập trung cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và các ngành liên quan, chủ động kịp thời hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy lợn dịch, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách khi tiêu hủy lợn dịch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thành phố Hưng Yên và hai huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và toàn tỉnh đạt 100% số xã nông thôn mới. Bốn là, tích cực nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào nghiên cứu, đầu tư trên địa bàn tỉnh, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, sớm đưa dự án vào hoạt động, đẩy nhanh tiến độ lập và đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Năm là, triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,6%, thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, dự án về phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, tập trung nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện nhanh các dự án trọng điểm, cấp bách và thiết yếu, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ quyết toán, bố trí vốn các công trình đã hoàn thành, thực hiện các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, hạn chế tối đa nợ phát sinh mới. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tài nguyên môi trường, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch khai thác khoáng sản, đổi mới công tác đăng ký thống kê, nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường. Sáu là, thực hiện chủ trương đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gắn với tinh giảm biên chế theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao đạo đức, sự chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc. Bảy là, tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp hợp nhất đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đầu tư xây dựng phòng học kiên cố, có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đạt tiêu chuẩn trong các trường học, nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức nhà giáo, tuyên truyền giáo dục có biện pháp quyết liệt, cụ thể để phòng chống bạo lực học đường, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm duy trì kỷ cương, nề nếp, dạy, học, thi cử, không để xảy ra tiêu cực trong thi cử. Tám là, chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, quản lý, cung ứng thuốc, vật tư y tế, triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến xã, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến trục lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và gây phiền hà cho người bệnh đến khám chữa bệnh. 9 là,
tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống các cơ chế chính sách của tỉnh, kịp thời đề xuất điều chỉnh thay thế cơ chế chính sách không còn phù hợp, kém hiệu quả, thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại gắn với giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, về kinh tế, văn hóa, tình hình tôn giáo, không để bị động bất ngờ, tăng cường hoạt động chấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các sự cố thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có những đổi mới, chương trình làm việc bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt nội dung chương trình theo yêu cầu thực tế, đảm bảo đúng quy định, tạo không khí làm việc dân chủ và trách nhiệm. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn đại biểu các cơ quan trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ghi nhận hoạt động tích cực của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của kỳ họp. Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng cảm ơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành hữu quan. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng báo cáo những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm vừa qua, việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh với đoàn giám sát. 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Các lĩnh vực khác đều đạt được những thành tựu khá toàn diện, đặc biệt là kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Các xã đã huy động được sự đóng góp ủng hộ của đông đảo nhân dân, nên đến nay tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở cấp xã và phấn đấu trong năm 2019, 100% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng thông qua buổi làm việc của đoàn giám sát tại Hưng Yên sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cho Hưng Yên trong công tác quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước cũng như khắc phục những điểm tồn tại để các quỹ phát huy hiệu quả tích cực, tạo động lực cho phát triển, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý các loại quỹ được các cấp ban ngành trong tỉnh quản lý chặt chẽ thông qua việc ban hành các chính sách pháp luật về thành lập quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước như Quỹ Phát triển Hợp tác xã, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Phòng chống thiên tai. Từ năm 2013 đến năm 2018, vốn điều lệ hoạt động của quỹ đã tiếp nhận từ ngân sách tỉnh là 353,5 tỷ đồng. Các dự án được quỹ ứng vốn đều đúng đối tượng, đúng mục đích, sử dụng vốn, giúp Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn, huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng dự án, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Qua buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013-2018. Việc thực hiện đảm bảo chặt chẽ, có kiểm tra, giám sát thường xuyên nên góp phần đảm bảo sử dụng các nguồn quỹ đúng pháp luật, hiệu quả. Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới tỉnh Hưng Yên cần mở rộng đa dạng đối tượng hoạt động của các quỹ, có mô hình thống nhất trong quản lý, có đầu mối quản lý và sắp xếp các loại quỹ để duy trì hoạt động hiệu quả hơn.
bổ sung nội dung chi của các loại quỹ đảm bảo đa dạng các tổ chức cá nhân được thụ hưởng, cũng như tăng cường huy động các nguồn lực để xây dựng các quỹ có quy mô vốn lớn hơn. Đi liền với đó, các cấp lãnh đạo của tỉnh cần thường xuyên thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ để đạt hiệu quả cao nhất. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu những ý kiến của đoàn giám sát. Hưng Yên luôn chú trọng thực hiện công tác quản lý chặt chẽ các loại quỹ, để các loại quỹ này góp phần huy động nguồn lực, hỗ trợ tập thể cá nhân, hộ gia đình, phát triển kinh tế, kiến thiết, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Nhờ hỗ trợ từ các loại quỹ đóng vai trò như nguồn vốn mồi, qua đó khơi dậy phong trào xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển ở các địa phương. Chiều ngày 9 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn công tác của chính quyền tỉnh Kanagawa, Nhật Bản về việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế đối ngoại giữa Kanagawa và Hưng Yên. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác tỉnh Kanagawa, ông Horie Nojirushi, mong muốn thời gian tới Hưng Yên sẽ tạo điều kiện cho lao động sang làm việc tại một số doanh nghiệp ở tỉnh Kanagawa. Tiếp và làm việc với đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có sự giao lưu về văn hóa và kinh tế từ lâu đời. Đó là điều kiện thuận lợi để mối quan hệ giữa Việt Nam nói chung, Hưng Yên với Nhật Bản nói riêng ngày càng được thắt chặt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng tình cao với chủ trương đưa lao động Hưng Yên sang làm việc tại Nhật Bản, đồng thời đề nghị đoàn công tác cung cấp chi tiết về số lượng tuyển dụng, đối tượng lao động, quyền lợi người lao động, môi trường làm việc và thủ tục xuất khẩu lao động sang tỉnh Kanagawa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan của Hưng Yên sẽ triển khai thủ tục xuất khẩu lao động theo quy định của pháp luật. Tiến độ được đẩy nhanh thì hai tỉnh sẽ ký kết việc xuất khẩu lao động vào tháng 9 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.